សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនាងអស់គ្នារបៀប install CentOS version 7 អញ្ចឹង CentOS វាជាលក្ខណៈ open source អញ្ចឹងដើម្បី install បានយើងចូល create a new virtual machine ដល់យើង next កន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសយក line នោះ ហើយ CentOS version 764 bit ណាគឺយើងចុចវាមានច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក next កន្លែងនេះយើងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា lab.centos 7 ហើយយើងយក next កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ memory ខ្ញុំដាក់ 4G next ហើយកន្លែង hard disk ខ្ញុំដាក់ ប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំយក ប៉ុណ្ណឹង ហើយ next next finish តមកទៀត កន្លែងនេះ ខ្ញុំ ជ្រើសរើស យក តម្រៅ យក OS open CentOS យើង យក ISO image ហើយ browse មក ហើយ យើង scroll វល់ នេះ CentOS នេះ okay តមកទៀត យើង open power នេះវាចាប់ដល់យើង install អញ្ចឹងឃើញវាមានពាក្យ install CentOS 7 អញ្ចឹងយើង enter មក នេះតើហើយ តមកទៀតយើង យើងធ្វើការ refresh enter មួយ នេះកំពុងតើហ្នឹង ចាំតិច ហើយ ចឹងនេះរបៀប install CentOS server version 7 ចឹង CentOS នឹងវាពេលយើង install វា ចេញមកអញ្ចឹង វា copy install window វាចេញទាំងខ្មៅ នេះវាកំពុងឆែក chạm tích này á cũng cháy chẳng sao nữa chỉ tu tấu kia thầu phá kia so phá in file chỉ tu tấu chỉ tu tấu cái phá command như là sao nữa ấy nè dù ông ở tại ở tại đặt cái nào open source phụ line nội phụ ấy nè sao nữa ấy line nội ra ai đấy nó cứ phá chia lại là command chào nè command chào chẳng lại nếu dùng chờ đợi vô bị xá chẳng dùng vô English hay English United States ta mới dùng vô continue lại đi vì ao dùng cài chẳng cài tham nhìn tham bên keyboard chẳng nghe tham chẳng dùng dùng nâu khmai dùng chờ đợi vô xiến xiến កន្លែងនេះយើងយកភ្នំពេញណាខ្ញុំវាយសពីមកមកជាងស្គ្រូភ្នំពេញ
Nga tàu Phnom Penh ơi đi Phnom Penh tao mới chạy đàn cái này lên vịch cái dương vô đang ấy tao quay ok sẵn hai hai keyboard cái này dương add keyboard add a time những cái này cái vô đang ngó cái này verify ok software chẳng bởi dương vô lớn ấy vì mình chia interface vì phải gì đặt là command à khó mới cứ miền interface miền interface nhưng phải interface của bạn nhưng phải command của bạn nhé hay dương ok mà cái này dương install đi select đi hả dương phong tan nè dương phong tan install nè phong check chẳng như lại nè dương config network card dương cho phần móc hay đắn dương phong check vì nè chạm thế nhé như cục bông đá và dương ớt cần phải vừa đi ớt ý cầu việc ớt dương chập đầm store này nhé chứ dương rồi chạm viên tí checking you mình lá rồi chạm tích này dưỡng cũng chạy khí chọc là bác thế chứ chăm tích việc gặp bóng chơi kính bờ bia chạy toàn hai thế nhưng bạn ai cho install bàn thế nhưng ai cho install lại bàn thế chứng tỏ dừng chăm á chăm tích chẳng hạn tùm mô kênh chân chập đầm hai ơi nhé ở trên trên ở mỗi hai dân chỗ begin installation cái này bị oi dân reset password user root
chân là mó đã password đã mó giải dưỡng khăn ở dưỡng đã chạm nè nó dự biện đàn cái này dưỡng chọn create user xây mới tiết lần tiêu hành trong create user nhưng phụ thằng màu đọt trốn main password hay dự biện đàn tóm về việc tóm mọi việc cùng install này nhé trong trang về install của đội job sẽ nổi rung chấm theo dưỡng rung chấm hốt đo về install chọc nhé rung chấm thì tao kịch chọc ấy này dễ kịch chọc ấy chạm tình tiết về cầm bông tài install
chạm ứng dụng tiếp theo dương thưa mấy dương install ứng dụng tích dương luôn chẳng biết hồ đó install job nè chọc lỗ dân chạm đi tóc dân dù tích này dân á chạm tích
toàn chọp tới thì chẳng chạm thì đâu nhé thịt chọp á vậy chẳng cho bởi chạp đo dương phơ ca rịp bụt mũi dương dương phơ ca rịp bụt lại đây dân thưa ca supply sân á đán điều chỉnh finish chẳng lại ní do dân lọc user nè chẳng dân lọc cho interface hai chẳng dân slow tích hay dân slow mình tiến mình xin trong ngày ní slow lọc đó dân phương cài tối lươn chừng ní lọc chối lươn chừng ní chẳng ní cứ chỉ in đi phê là bỏ lại nó xe nổ ấy chẳng trong nhìn nick 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 ok nick skip start you trên những close nó chẳng ca install CentOS vừa dần bớt cho phần nắng khi ông xôm ông con nhạc ông nhạc cháu lại bàn chút xin này video này.